Ngày 18 tháng 2 năm nay, những người quan tâm tới thị trường ô tô đã bị cuốn vào thông tin hấp dẫn, TMT Moto thông báo việc hợp tác và đưa sản phẩm của liên doanh ô tô Thượng Hải SAIC hợp tác với GM Mỹ và ô tô Quảng Tây, Hu Linh phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, đó chính là mẫu xe điện cỡ siêu nhỏ Hu Ling Hongguang Mini F. Đây là mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp 2020, 2021 và 2022. Tiếp đó, ngày 15 tháng 5 những hình ảnh thực tế của Hu Hulinh Hongguang Mini F lần đầu lộ diện tại nhà máy của TMT Moto ở Hưng Yên. Đến tối ngày 15 tháng 6 vừa qua, đại diện truyền thông của TMT Moto đã tiết lộ những chia sẻ mới nhất của ông Đồng giám đốc nhà máy sản xuất xe điện TMT Moto về những kế hoạch của TMT Moto với mẫu xe điện đang rất được quan tâm này. Theo những gì ông Đồng chia sẻ, TMT Moto sẽ cung cấp ra thị trường hai phiên bản xe điện Hu Hulinh Hongguang Mini F Gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao đầy đủ. Mỗi phiên bản sẽ có tùy chọn dung lượng pin 9.6 kW hoặc 13.4 kW, cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt 120 km và 170 km. Mức giá bán các phiên bản sẽ công bố cuối tháng 6 này. Với mức giá đó, TMT Moto cho rằng những người có thu nhập trung bình từ 13 tới 15 triệu một tháng cũng có cơ hội tiếp cận và hiện thực hóa giấc mơ ô tô. Như vậy có lẽ mức giá xe sẽ rẻ hơn. Các mẫu xe xăng hạng A trên thị trường hiện nay, hãng sẽ công bố chính sách bán hàng và ra mắt sản phẩm vào ngày 29 tháng 6 này, đồng thời tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội và sân Gôn Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 30 tháng 6. Hiện nay, những chiếc xe Huling Hongguang Mini F đầu tiên đang được sản xuất, lắp ráp, kiểm thử tại nhà máy của TMT Moto. Sau đó, đơn vị này sẽ phải xuất khẩu trả lại những chiếc xe đầu tiên đó về liên doanh để kiểm tra lại về mặt chất lượng lắp ráp tại Việt Nam. Trước khi sản xuất lắp ráp hàng loạt, sản phẩm Hu Ling Hongguang Mini F được sản xuất bởi liên doanh giữa GM đóng góp 44% cổ phần, ô tô Thượng Hải đóng góp 50% cổ phần và ô tô Quảng Tây đóng góp 6% cổ phần, gọi tên là liên doanh Saix GM và Hu Linh Công ty cổ phần ô tô TMT Moto sẽ là đơn vị độc quyền lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Hu Linh tại Việt Nam sau khi chính thức ký kết hợp tác chiến lược với liên doanh General Moto. Trong đó, Huling Hongguang Mini F sẽ là mẫu xe đầu tiên lên dây chuyển sản xuất và tung ra cuối tháng 6 này. Về lý do lựa chọn Hongguang Mini F là mẫu xe đầu tiên chinh phục thị trường Việt, ông Đồng cho biết TMT Moto nhận định nó nằm ở phân khúc còn thiếu và sẽ là mẫu xe có thiết kế và chất lượng ổn định, đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với mẫu xe cỡ nhỏ như Huling Hongguang Mini F, giá bán sẽ nằm trong tầm tay và dễ dàng tiếp cận được số đông khách hàng đang có nhu cầu mua ô tô mà chưa có điều kiện về kinh tế chúng tôi mong muốn với mẫu xe điện mini này sẽ dần dần thay đổi thói quen đi xe máy của người dân đem đến một phương tiện di chuyển an toàn văn minh hiệu quả mà lại tiết kiệm cho người tiêu dùng nhiều hơn